Studio tối thứ ba đã trở lại. Tôi là Duy Thanh, sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình cùng các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Studio tối thứ ba, 22:30 hàng tuần trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc, FM 89 MHz. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Ngay bây giờ, tôi sẽ mang đến cho các bạn chương trình Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc. Duy Thanh mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với chương trình Studio tối thứ ba đang được trực tiếp trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và trực tuyến tại các địa chỉ website fmcamxuc.vn, vovgiaothong.vn và radiovietnam.vn. Chương trình của chúng tôi cũng đang được live streaming tại hai địa chỉ website vovgiaothong.vn và fmcamxuc.vn quý vị nhé. Và như đã chia sẻ thì trong tháng 5, tháng của dành cho các bạn cấp 3 chuyển sang một cái giai đoạn mới, có những cái kỳ thi quan trọng sắp tới, và Duy Thanh đã mở ra một cái chủ đề mang tên là truyền cảm hứng sống, với việc là trò chuyện với những khách mời là nhân vật có thể là không nổi tiếng nhưng mà đó là những cái người thành công trong cuộc sống và là những người bạn của Duy Thanh. Và mời đến phòng thu siêu thứ ba buổi tối ngày hôm nay thì là một nhân vật cũng có thể gọi là rất là quen thuộc với các bạn trẻ, đó chính là Quỳnh Trân đến từ nhóm BBNBG. Xin chào Quỳnh Trân. Xin chào anh Duy Thanh. Lời đầu tiên thì Quỳnh Trân xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Studio tối thứ ba. Rất là hồi hộp. Hồi hộp là do là lâu rồi em không nói chuyện với công chúng, hay là hồi hộp bởi vì đây là cái lần thứ mấy em trò chuyện trực tiếp trên radio nhỉ? Đây là lần thứ hai em trò chuyện trực tuyến trên radio, nhưng mà lần đầu là do mình không có biết là mình rất là một kỷ niệm của em với anh. Còn đây là đây coi như là một cái lần đầu tiên mà em trò chuyện đúng rồi. Tại vì những cái lần mà phỏng vấn trước á, thì có thể là mình nói mà có sai á, thì về còn cắt dựng còn sửa chữa được. Nên lần này mà có mà nói sai thì cũng rất là khó. Các bạn biết không, sở dĩ mà Duy Thanh mời Quỳnh Trân trong buổi tối là ngày hôm nay là tại vì cô nàng này còn rất là trẻ, nhưng mà cũng đã gặt hái cho mình rất là nhiều thành công trong cuộc sống và có rất là nhiều cái kinh nghiệm mà Thanh nghĩ là đó sẽ là một cái nguồn cảm hứng lớn để cho quý vị thính giả có thể đặt mình vào vị trí của Quỳnh Trân và xem là mình có phù hợp với những cái kinh nghiệm của Quỳnh Trân hay không để có thể bước tiếp những cái con đường phía trước. Ngay từ bây giờ thì quý vị thính giả có thể truy cập vào fanpage Facebook của chương trình là Siêu thứ ba, và các bạn hãy đặt câu hỏi ở bên dưới hình ảnh của Quỳnh Trân. Thêm nữa là chúng ta có thể điện thoại về hotline của chương trình cũng được nêu chi tiết ở trên fanpage Facebook để có thể đặt những cái câu hỏi về chia sẻ kinh nghiệm sống, hay là thêm nữa là những cái hoạt động về nghề nghiệp của Quỳnh Trân. Còn bây giờ thì có lẽ là Duy Thanh sẽ bắt đầu câu chuyện của mình trước. Quỳnh Trân, một cái tên mà được nhiều người biết đến là tầm khoảng năm mấy em? Tầm khoảng vào cuối năm 2013. Khi mà em tham gia nhóm BBNBG. Dạ đúng rồi. Và cái chuyên ngành em học lại nó hoàn toàn trái ngược với tất cả những cái hoạt động của em hiện tại. Dạ chính xác. Em học thì là học ngành marketing. Marketing tổng hợp ở trường Đại học Tài chính Marketing. Nhưng mà sau khi mà tham gia với nhóm thì lại càng xác định rõ ràng hơn về cái đam mê của mình. Thật ra thì em không phải là đam mê là diễn viên, cũng không phải là đam mê là mình phải là một người nổi tiếng, mà em thích làm những công việc liên quan đến nghệ thuật. Thì trong cái thời gian học đó, từ những cái năm nhất, năm hai thì em đã có những cái định hướng, đã có những cái mơ hồ về cái nghề nghiệp sau này của mình rồi. Và em đã bắt đầu đi làm từ những cái năm năm nhất. Thì lúc đó em cộng tác với báo, em làm biên tập viên cho những cái kênh truyền hình. Thời gian đó mình làm và mình mới nhận ra là mình thật sự là thích và phù hợp với ngành truyền thông. Cho nên là
song song với việc học thì em vẫn đi làm. Và khi mà gặp nhóm BBBG thì nó giống như là nó tiếp một cái lửa cho cái niềm đam mê diễn xuất của em. Đó nên là những cái công việc của em hầu như là liên quan với nhau. Nhưng mà marketing thì nó không liên quan gì đến nghệ thuật lắm. Thực ra thì liên quan hay không là do cái sự mà, sắp đặt của mình và do cái cách mà mình học và mình vận dụng nó như thế nào. Em nghĩ như vậy bởi vì thực ra là truyền thông là một phần rất là nhỏ của marketing. Rồi, cho anh hỏi một cái câu nó hơi trừu tượng một tí xíu. Với em là thành công trong cuộc sống, nó theo nghĩa đen và nghĩa bóng là như thế nào? Đối với em thì thành công có nghĩa là khi mà mình tự chủ được tài chính, mình tự chủ được thời gian. Và mình có thể sống với cái niềm đam mê của mình. Em được bao nhiêu phần trăm với cái sự thành công đó rồi? Em nghĩ là hiện tại em chỉ được khoảng 50%. 50%? Dạ. Với cái độ tuổi của em mà được thành công như vậy thì anh nghĩ cũng là một cái điều, một cái trải nghiệm mà rất là lớn trong cuộc sống của mình rồi. Cái điều gì làm cho em có được cái vị thế như ngày hôm nay, một cái tên Quỳnh Trân? Không ít thì nhiều, nhiều các bạn fan cũng biết đến Quỳnh Trân và có một cái sự ngưỡng mộ nhất định của nó, đúng không? Dạ, thật ra thì em biết là mình không phải là quá nổi tiếng, cũng cũng không phải là mình quá thành công. Có rất nhiều người giỏi hơn em, rất nhiều, và em cần phải học hỏi mỗi ngày. Và thực ra thì ở cái vị trí ngày hôm nay á, thì em còn phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà để mà được như thế này á, thì thật sự mà nói thì em cũng phải trải qua rất là nhiều chông gai. Cái điều mà em luôn cảm thấy là mình phải luôn ghi nhớ, và đôi khi là mình phải chia sẻ với lại những cái đàn em sau này, là đó là một cái sự đam mê và gọi là lì. Tức là em cũng nhận được nhiều những cái lời tiêu cực chứ. Em cũng có những cái lúc mà bị mọi người không chấp nhận chứ. Em cũng có những lúc thất bại. Nhưng mà những cái lúc đó thì nó lại làm cho em cảm thấy mạnh mẽ hơn. Em không gục ngã. Em nghĩ là tại sao mình không được, bắt buộc mình phải được bằng giá này hay giá khác. Thì mình phải cố gắng, nghĩa là mỗi lần thất bại thì nó sẽ là một cái kinh nghiệm, một cái bài học nào đó để cho em rút kinh nghiệm vào lần sau. Lúc nãy em nói là sử dụng từ lì với cái tính của mình, thì anh nghĩ là những cái người lì là những người đã từng trải qua những cái cú đòn rất là lớn rồi. Và trong cái khoảng thời gian mà đến thời điểm hiện tại, từ khi mà bước vào nghề, từ khi mà chính thức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật á, thì em thấy là em đã trải qua những cái cú sốc như thế nào rồi, để em có thể chia sẻ cái cách để vượt qua những điều đó với các bạn thính giả được không? Thực ra thì để mà nói là phải trải qua những cái cú đòn thì có lẽ là em chưa bị đâu. Em may mắn là mọi thứ nó đến với em rất là nhẹ nhàng, và nó rất là kiểu như là trải hoa hồng cho mình đi vậy đó. Tức là mọi thứ với em nó rất là bằng phẳng. Dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì đôi khi những cái tiêu cực đó em lại không coi nó là một cái cú đòn. Ví dụ như những ngày đầu tiên em vào nhóm, em bị chê rất nhiều, em bị phản bác rất nhiều, mọi người không chấp nhận em. Em đang nói là những cái người xem, người ta không muốn một cái thành viên mới. Bạn bè xung quanh người họ cũng không ủng hộ, hoặc là đôi khi mình cũng nghe những cái lời không hay về mình. Ví dụ như là so sánh giữa mình và những thành viên khác và chê mình rất là nhiều. Thật sự mình cũng buồn chứ. Lúc đó là em cảm thấy là cũng tuổi thân, dù sao mình cũng là con gái mà. Đó là nhưng mà sau đó thì cũng được mọi người động viên, và phần lớn là do bản thân mình tự chiêm nghiệm lại, và mình thấy là không có ai có thể giúp đỡ mình ngoài cái bản thân mình hết. Nên là mình cứ cố gắng thôi, người ta chê mình chỗ nào mình nhìn nhận lại xem là có đúng hay không. Nếu đúng thì mình sửa chữa và mình phát triển lên. Với cái kinh nghiệm học marketing ở trường đại học marketing, và thêm nữa là với cái kinh nghiệm mà làm việc từ trước đến giờ, thì theo em cái thương hiệu cá nhân có cái tầm quan trọng như thế nào trong cái công việc và cái sự nghiệp của các bạn trẻ hiện tại? Đối với em á, thì cái thương hiệu cá nhân nó cũng rất là quan trọng. Nó làm cho mình có cái sự khác biệt so với những cái người khác. Thì đối với Trân á, thì có lẽ là cái thương hiệu của mình không phải là một cái hình ảnh dịu dàng, một cái hình ảnh mà một cái hot girl xinh xắn, chảnh chọe, dễ thương, hay là kiểu thùy mị nó nan gì giống đó, giống như là những cái cô gái tóc vàng hoang ở châu Âu đúng không? Dạ, nhưng mà mình phải có một cái hình ảnh riêng, một điều gì đó cho người ta nhớ. Nó đơn giản thôi, ví dụ giống như là
trong nhóm của em thì có những cái bạn nữ rất là xinh xắn. Nếu em vào nhóm, mình cũng dễ thương, hiền lành, đóng những cái kiểu vai rất là nhẹ nhàng hay là nữ chính, lúc nào cũng được sủng ái như vậy, thì mọi người sẽ không nhớ đến mình. Thì bắt buộc mình phải chọn một cái hình ảnh khác, chanh chua đanh đá hơn, để mà mọi người có cái sự so sánh khác biệt hơn. Và cái điều khác biệt đó nó cũng giúp cho mình, ví dụ như là sau này những cái vai diễn mà người ta cần cái tính cách nhân vật đó thì người ta sẽ dễ dàng chọn mình hơn so với những cái mặt bằng chung, những cái bạn gái khác. Tức là nếu muốn nổi bật trong đám đông thì mình bắt buộc phải có một cái màu sắc cá biệt. Dạ đúng. Tức là cái sự cá biệt đó sẽ làm cho bạn nổi bật và sẽ làm cho bạn được chú ý. Nhưng mà nhiều khi cái sự cá biệt nó dẫn đến hai cái thái cực nó hoàn toàn khác nhau. Tức là một là bạn sẽ được cực kỳ yêu thích, hai là bạn sẽ cực kỳ ghét. Thật ra là ghét hay không á, là em nghĩ là do bản thân mình nữa. Chứ không phải trong, không hẳn là do cái vai diễn, mà do những cái mà cái định hướng của mình. Đối với em á thì cái vai diễn và cái cuộc sống đời thực là nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Còn những đối với những cái bạn nào mà cố tình mà gây những cái sự khác biệt để mà nổi tiếng hay là tai tiếng gì đó thì lúc đó mình lại không bàn đến, cái đó là một cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà theo em thì có nên làm như vậy khi mà mình muốn nổi tiếng quá rồi mà mình không có cái con đường nào để nổi tiếng không? Tất nhiên là em nghĩ là không nên. Không nên. Và em cảm thấy là rất là khó chịu với những cái người mà làm mọi giá để mà nổi tiếng. Nói chung là nhiều khi đời sống cơ cực quá, ví dụ như là trong phim Vòng Eo 56, đời sống cơ cực quá, biết làm sao vậy, phải lên Sài Gòn lập nghiệp bla 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 bla, cái kiểu như vậy thì nó, nói chung là nhiều khi người ta làm như vậy, người ta viện một lý do, một cái cớ là do cuộc đời đẩy đưa nên họ mới ra như vậy. Có thể là như vậy, em hiểu. Nhưng em chỉ có một cái điều chia sẻ thôi. Đó là nếu mà mình làm mọi giá để mà mình nổi tiếng mà không bằng cái đam mê và không bằng cái thực lực của mình thì chắc chắn là nó sẽ không lâu dài. Và chắc chắn là với những cái hình ảnh tiêu cực đó thì nó sẽ không giúp mình được mọi người yêu thích. Và khi mà mình không được mọi người yêu thích rồi, không được mọi người ủng hộ rồi thì rất khó để làm việc. Lần đầu tiên anh gặp Quỳnh Trân với ngày hôm nay nó hoàn toàn khác nhau. Hai cái màu hoàn toàn khác nhau. Đó có lẽ là... và trong đầu của anh khi mà tiếp xúc với em trên Facebook, anh cũng mường tượng ra em một cái cá tính khác, nhưng không giống như bây giờ. Thì đâu là cá tính của Quỳnh Trân? Là một cái người luôn thể hiện cái sự sành điệu trên Facebook, luôn luôn có một cái cá tính rất là mạnh trên Facebook và trong những cái vai diễn của mình. Hay là một cô gái mà anh đang bắt gặp ở đây là một cô gái khá là nữ tính, sâu sắc và có những cái trải nghiệm, cảm nhận được có cái sự trải nghiệm rất là lớn trong cuộc đời của mình? Hay là cho chúng ta lâu quá không gặp nhau? Anh đang gặp em ở ngoài đời thật. Đúng rồi. Thì đó là những cái cảm giác thật. Đúng rồi. Còn những cái ở trên Facebook, ở trên YouTube, thứ nhất là mạng xã hội là nó ảo. Thứ hai đó là những cái vai diễn. Và đôi khi là trên Facebook nó là một cái nơi mà mình có thể giải trí và mình có thể sống với một cái tính cách khác. Em cũng đã chia sẻ rồi, tức là ở trên những cái clip nè, những cái vai diễn nè, và trên Facebook mà với em ở ngoài hoàn toàn trái ngược nhau. Và đa số mọi người gặp em đều nói như vậy. Quỳnh Trân là người như thế nào? Theo em cảm nhận hay là do mọi người... Em phải chia sẻ cái sự thật, Quỳnh Trân là người như thế nào? Sự thật hả? Yeah. Sự thật thì Quỳnh Trân là người mà mọi người đang chia sẻ và đang cảm nhận. Tức là một người nữ tính như này? Dạ đúng rồi. Là một người có chiều sâu trải nghiệm như vậy? Dạ. Thật ra thì... em là một người không hề thích ồn ào chút xíu nào. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái công việc và cái môi trường hoạt động của mình đó, nó lại nó là một cái công việc mà nó đòi hỏi cái sự mà linh hoạt hoạt bát, rồi nhiều khi mình phải sợ lỡ cởi mở này kia. Nhưng mà sau những cái công việc đó thì em là một người rất là im lặng. Em là có phải là một người giỏi giao tiếp, giỏi có những cái mối quan hệ không? Em đánh giá là cũng trung bình khá. Bình khá. Dạ. Và cái việc là có nhiều mối quan hệ trong cái sự thăng tiến nghề nghiệp và sự thành công của nghề nghiệp thì em thấy cái tầm quan trọng của nó như thế nào, cái mức độ quan trọng nó như thế nào? Tại vì có một cái bộ phận các bạn trẻ cho rằng là chỉ cần mình duy nhất một cái việc là mình cứ làm tốt công việc của mình thì mình có thể thành công. Nhưng mà anh thấy là cái cuộc sống hiện đại thì cái nhu cầu mà kết nối với nhau, một cái kết nối connect với nhau thì nó rất là quan trọng để thứ nhất là thăng tiến trong nghề nghiệp, thứ hai là nó sẽ có một cái sự thuận lợi trong nghề nghiệp.
Thì với em cái tầm quan trọng nó như thế nào? Đối với em thì cái mối quan hệ rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Và nói đến cái mối quan hệ thì em cũng nói lái sang cái chuyện là cái chuyện may mắn. Tức là cái mối quan hệ và cái chuyện may mắn trong cái cuộc đời của mình á, nó thật sự là liên quan đến nhau. Tại vì sao? Tại vì nhiều người nghĩ là tại sao người này sinh ra may mắn quá, nhiều người kia sinh ra lại xui xẻo quá. Thật ra là may mắn hay không là do bản thân mình. Nếu mà mình sống tốt, mình luôn giúp đỡ mọi người, thì đó chính là mình đang tạo ra may mắn cho mình đó. Tức là ok, sau này có một cái gì, việc gì đó mà mình nó cần đến mình, cái mình nhớ là bé này bữa đó giúp mình ha, mình điện thoại lại, đúng không? Kiểu thế. Đó là một cái điều rất là đúng. Anh nghĩ đó là người ta dùng là gieo duyên, phải không? Dạ đúng rồi, em tin vào điều đó. Và thật sự là lúc trước đó, khi mà em chưa có đọc sách nhiều, mà em chưa có ngẫm nghĩ nhiều đó, thì em không có tin về điều đó đâu. Em cứ nghĩ là tại sao cái này nó may mắn quá, tại sao mình lúc nào cũng gặp xui xẻo hết. Đó là thứ nhất là do bản thân mình luôn suy nghĩ những cái điều tiêu cực. Và khi mà mình nghĩ những cái điều tiêu cực đó, thì cái xung quanh mình có một cái nguồn năng lượng tiêu cực, nó làm cho mọi thứ xung quanh mình lúc nào cũng tệ hết, lúc nào mình cũng thấy những cái điều xấu xa hết. Và lúc đó thì em bắt đầu thay đổi, và em bắt đầu nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn và mọi thứ nó tích cực hơn. Tức là mình cứ nghĩ là những cái khó khăn nó đến với mình thì nó cũng giống như là một cái bài học hay là một cái trải nghiệm gì đó cho mình lớn hơn, cho mình mạnh hơn. Và mình cứ cười với mọi thứ xung quanh, cứ cười với mọi người xung quanh, cứ sống tốt, sống hết mình giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Và chắc chắn là với những cái điều mà chân thành, những cái điều mà mình làm để mình giúp đỡ mọi người, thì đến một ngày nào đó thì những cái điều tốt đẹp, những cái quả ngọt cũng sẽ đến với bản thân mình. Em nghĩ là em và anh cũng có một cái duyên giống như vậy. Tức là cả hai gặp nhau trong một cái trường hợp nó cũng tương đối là ngẫu nhiên và tự nhiên. Thêm nữa là cả hai gắn bó với nhau thông qua Facebook quá lâu và cũng không gặp nhau thường ở ngoài đời, nhưng mà cảm nhận về nhau rất là tốt. Và đó cũng là cái cách để anh có thể tiếp cận với em và trò chuyện với em nhiều, để có thể nhiều khi anh cũng phải học được ở học từ em nhiều thứ. Em sinh năm bao nhiêu Trân hả? Dạ em sinh năm 91. 91 là còn rất là trẻ, em chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. 25 mà tính tuổi ta là 26 rồi. Nhưng mà con gái tuổi này là bị nói là già rồi. Vậy hả? Dạ. Em có người yêu chưa? Okay. Em nghĩ là các bạn sẽ không quan tâm đến cái vấn đề là em có người hay chưa, tại vì hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Không, anh bàn luận cho em, anh sẽ được nói với em thêm là em có một cái sự thông minh nhất định, rất là thông minh mà. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng giải lao trong khoảng vài phút với một ca khúc của Quỳnh Trân đi ha. Một lát chúng ta sẽ cùng quay lại sau ca khúc Yêu Anh hay là Hạnh Phúc Mới. Trân muốn phát tặng mọi người ca khúc gì? Thôi mở đầu chương trình thì chắc là mình nghe cái bài đó dễ thương chút xíu đi. Yêu Anh hả? Và Yêu Anh đi ha. Yêu Anh đi trong những giấc mơ. Em sau này có dự định làm ca sĩ không? Em cũng không biết nữa, tại vì tức là em đang làm theo những cái gì em thích thôi. Em chưa có định hướng. Bây giờ định hướng học thanh nhạc rồi, bây giờ còn nhan sắc còn tươi còn fresh thì đang nghĩ là tấn công, bây giờ là tấn công cũng được. Có một số người cũng muốn có đề nghị nhưng mà em thấy feel quá. Em lại thích học hơn. Những giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu chỉ anh thôi, yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù dân gần lại.
gian và em không có lối ra. Chương trình Studio tối thứ ba đã được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và tôi là Duy Thanh. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại cùng với Quỳnh Trân với chương trình Studio tối thứ ba, và Thanh đang trò chuyện với một cô gái trẻ thành công đẹp. Cảm ơn anh. Quá khen. Cho anh hỏi là bây giờ là công việc hiện tại của em là gì, và em cảm nhận việc cái bước đường đi sắp tới của mình ra sao? Dạ hiện tại thì em đang làm biên tập viên, tức là làm về những cái nội dung kịch bản mà em làm ở trên mảng YouTube. Và cái thời gian sắp tới và những cái dự định sắp tới thì em nghĩ là để phát triển công việc cũng như nghề nghiệp của mình hơn thì em cần phải đi học. Nên là sắp tới thì có thể là em sẽ học thêm. Dạ. Là học cao học thôi. Tức là em sẽ dự định học, có thể là học cao học, có thể là học thêm những cái khóa ngắn hạn ở nước ngoài. Ở nước ngoài? Dạ. Tại vì em nghĩ là với một cái môi trường mới thì nó không chỉ giúp cho mình có kiến thức mới, mà những cái kiến thức xã hội của mình và những cái trải nghiệm của mình, cái sự tự tin của mình nó lại sẽ được củng cố nhiều hơn, mình sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đang điện thoại nhưng mà tín hiệu không được tốt lắm, anh sẽ điện thoại lại sau. Bây giờ thì chắc là đặt luôn câu hỏi của bạn Cao Văn Toàn. Bạn có hỏi là em có xem chị trong nhóm BBNBG với chủ đề là truyền cảm hứng sống ngày hôm nay, thì em muốn hỏi chị suy nghĩ như thế nào về niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống? Khi buồn thì chị vượt qua như thế nào? Hai Toàn. Cảm ơn bạn. Với Trân á, thì niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống thì đó là những cái cảm xúc rất là cần thiết, đặc biệt là với những người làm nghệ thuật. Tại vì không thể lúc nào mình cũng vui hoài được. Đôi khi mình cũng có những cái giây phút lắng động và những cái giây phút mà mình chiêm nghiệm lại cuộc sống. Thì cái niềm vui thì đó là một điều rất là hạnh phúc rồi. Khi mà nó đến thì nó sẽ giúp cho mình thăng hoa hơn, làm công việc tốt hơn. Nhưng mà nỗi buồn thì cũng không hẳn là mang đến những cái trạng thái tiêu cực lắm đâu. Và khi mà mình buồn á, đối với Trân á, thì lúc đó thì là một cái những cái giây phút mà mình sống chậm lại. Có thể là mình làm mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, mình sẽ có những cái thời gian để mà mình ngồi một mình. Lúc mà Trân buồn thì sẽ ngồi một mình và hầu như là sẽ không chia sẻ với ai hết. Tự quân bình là một mình.
Dạ đúng rồi, em sẽ ngồi một mình và tự ngẫm lại cái việc đó. Nhưng mà em mất bao lâu để có thể tự đứng lên? Tùy theo cái chuyện buồn nó như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là đối với em thì cái nỗi buồn nó kéo dài lắm, nó cứ dai dẳng. Nhưng mà mọi người sẽ không bao giờ biết là em buồn. Như vậy thì anh nghĩ là em là một người tương đối nhạy cảm. Dạ đúng, em cảm thấy là mình một người tương đối nhạy cảm và cũng rất là dễ xúc động. Thực ra thì đối với người ngoài và đối với bản thân em lúc nào cũng giống như là mình tự kỷ ám thị mình là một người rất mạnh mẽ. Và không có một cái nỗi buồn nào có thể mà quật ngã được mình hết. Nhưng mà thật sự em là một người rất dễ buồn. Em có những nỗi buồn mà thậm chí là đến 2-3 năm em vẫn không quên được. Có những cái nỗi buồn mà em nhiều khi là nhắc đến mình vẫn rất là ngẹn lời. Nhưng mà khi mà nghĩ lại những cái điều đó thì em lại ngay lập tức mình bắt buộc mình phải nghĩ đến những cái điều tích cực, là cái nỗi buồn đó sẽ là một cái trải nghiệm, một cái bài học cho mình tự đứng lên. Và cái chuyện đó xảy ra như là một kinh nghiệm, một cái trải nghiệm nào đó mà mình phải vượt qua và mình sẽ không mắc sai lầm đó nữa. Và sau đó thì có thể là em vẫn buồn đó, nhưng mà em sẽ không bao giờ thể hiện mình là một người rất là bi lụy, tại vì em không muốn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Như vậy thì có thiệt thòi với bản thân mình không? Em thấy gì không? Chắc chắn là có rồi, nhưng mà em nghĩ như vậy sẽ là cái cách tốt hơn. Hơn là mình phải đi, mình làm cho ai đó lo lắng cho mình. Thật sự em rất là ngại cái việc mà mình nói là chân đang buồn quá hay là gì đó. Lúc đó em cảm thấy là mình yếu đuối. Mình rất là yếu đuối. Em không muốn thể hiện cái sự yếu đuối trước người khác. Trước mặt mọi người khác em muốn là một cái cô gái mạnh mẽ và luôn luôn có thể đứng trước, chủ động. Dạ đúng trước rồi. Thứ. Dạ đúng. Tại vì không phải là em sợ người ta nghĩ mình yếu đuối. Cái điều đó em không sợ. Tại vì em thừa nhận mà, em thừa nhận em là một người rất nhạy cảm và rất dễ buồn. Nhưng mà em rất sợ là những cái cảm xúc của mình làm người ta phải lo lắng. Nó ảnh hưởng đến tâm lý của người khác. Dạ đúng rồi, và lúc đó vô hình mình lại làm cho cái không khí, ví dụ như đang vui mình lại kể câu chuyện buồn thì mọi thứ lại trùng xuống. Em không muốn như vậy. Nhưng mà đối với những người mà bạn thân hoặc là những người mà đặc biệt quan tâm em thì sao? Thực ra thì với những người bạn thân thì khi nào hết buồn em mới kể lại cái chuyện buồn đó. Và tức là khi mà em buồn thì cũng không ai biết. Tức là khi mà em hết buồn rồi, em vượt qua cái chuyện đó rồi thì em sẽ kể là thật ra là tuần trước chứ mới bị đó, nhưng mà thôi giờ đâu có sao đâu, hết rồi. Giờ buồn hay vui? Bây giờ hả? Bây giờ rất là vui tại vì không biết, giờ anh cũng không đoán được là biết là giờ em buồn hay vui. Bây giờ thì rất là vui tại vì được ngồi nói chuyện với anh Thanh này, được nói chuyện với các bạn nè, rất là vui. Mọi người đang lắng nghe em trên toàn quốc. Thành ra thì nếu mà quý vị thính giả nào muốn chia sẻ hoặc là muốn kết nối với Quỳnh Trân để xem bạn ấy là truyền cái người ta gọi là cái nguồn năng lượng tích cực. Dạ. Tức là em có thể nhìn những cái vấn đề đó một cách đơn giản hóa và tự đứng lên theo những cái cách riêng của em. Yeah. Thì quý vị thính giả cũng có thể kết nối và trò chuyện với Quỳnh Trân trong buổi tối ngày hôm nay. Số điện thoại hotline của chương trình là 0838337826. Thay đặt lại là 0838337826. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái câu hỏi mà anh muốn hỏi Quỳnh Trân một tí xíu. Anh thấy em khác xưa nhiều về hình thức, về mọi thứ, xinh hơn, dễ thương hơn. Và mọi thứ nó thay đổi một cách là lúc nãy thật sự là anh kìm nén cái sự bất ngờ rất là lớn khi mà gặp em. Thì cho anh hỏi một điều á, là với em thì cái hình thức có quan trọng trong cái việc phát triển sự nghiệp hay không, và làm như thế nào để có thể từng bước hoàn thiện mình về cái mặt hình thức nó tốt và đem lại cái sự tự tin? Đối với em thì cái hình thức á, nó cũng quan trọng hay không, chiếm một cái phần trăm rất là quan trọng. Đặc biệt là với những cái người mà làm công việc giống như mình, là giao là tiếp, giao tiếp làm về nghệ thuật, làm về truyền thông, thì cái yếu tố ngoại hình là một cái yếu tố rất quan trọng. Có thể là mình không xinh đẹp, mình không phải là mình quá là đẹp hoàn hảo, nhưng mà cái yếu tố đầu tiên là mình phải chỉnh chu, mình nhìn phải gọn gàng sạch sẽ, và mình phải tạo cho người ta là một, giống như em nói lúc nãy, là một cái nguồn năng lượng tích cực. Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Và anh hỏi làm như thế nào để từng bước hoàn thiện mình hơn thì tại vì anh thấy em hoàn thiện quá xuất sắc luôn, quá xuất sắc. Giờ chia sẻ đi. Thực ra thì
thời gian đầu vào nhóm á, thì em cũng nhận được nhiều lời góp ý cũng như là những lời chê bai, nói thẳng ra là như vậy. Lúc đó mập ù à, và nói chung là cũng không có nghĩ nhiều về cái hình thức của mình nữa. Tại vì lúc đó là nghĩ là ừ, tại vì Trân vào nhóm thì Trân sẽ đóng những cái vai xấu xấu như vậy, nên là thôi ngoại hình sao cũng được. Với lại Trân đâu phải là sẽ đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp đâu. Trân cũng có sẽ có những công việc riêng mà, nên là Trân không quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà thực sự thì trong cuộc sống thì người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mà thật sự em nghĩ lại là cái đẹp nó cũng không có tội đẹp gì đẹp không cái đẹp nó cũng không có tội gì mà đánh chết nó hết, là nó ngược lại là nó ủng hộ, nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Tức là người ta sẽ cảm thấy là làm việc với một người giỏi rất là thích, và nếu mà người đó là một người giỏi và một người đẹp nữa thì càng thích hơn. Tại vì sau khi mà lần đầu tiên mình gặp một ai đó, mình thấy người ta rất là dễ thương, sạch sẽ, rồi nhìn rất là gọn gàng, thì mình đã có ấn tượng rồi. Và khi mà mình nói chuyện với người ta, mình tiếp xúc với người ta, mình thấy đây là một người có kiến thức, và đây là một người sâu sắc, và một người có chuyên môn rất là giỏi, thì mình lại càng thích hơn nữa. Và cái yếu tố ngoại hình á, nó là một cái yếu tố để giúp người ta gần với mình, tạo cho mình những cái cơ hội nhiều hơn. Nhưng mà để mà làm việc được hay không thì chắc chắn là phải do năng lực của mình. Thì em nói là cái yếu tố ngoại hình nó quan trọng, tức là nó sẽ giúp mình dễ dàng hơn trong công việc giao tiếp, và nó mang đến cho mình nhiều cơ hội hơn. Cái bài cái cách đẹp hơn đi em. thực sự thì em không nghĩ là em đẹp đâu. So với nhiều bạn gái thì em không phải là đẹp hay gì đâu. Nhưng cũng đẹp. Nhưng mà làm sao để nó là làm sao để từng bước hoàn thiện mình. Ví dụ như là với anh đi, khi mà từng bước hoàn thiện mình, anh sẽ biết là cái khuyết điểm của mình là như thế nào để từ từ khắc phục. Ví dụ là khuyết điểm của em ngay từ đầu em nói là cân nặng của em nó được bị thừa. Đúng rồi, ngày xưa em mập lắm. Thật sự bây giờ em vẫn cảm thấy là em mập nữa. Tại con gái thì lúc nào cũng cảm thấy là mình mập hết. Mà em không ngại chia sẻ chuyện đó đâu. Thì nếu mà mình mập thì mình giảm cân thôi. Mình tập thể dục, mình có những cái chế độ ăn uống nó kiêng khem một chút và nó hợp lý. Thì mình khi mà mình xuống cân rồi thì trời ơi, cái cảm giác mà khi mà mình xuống cân nó tuyệt vời lắm anh ơi. Nhìn vào gương thế, vì lại sướng. Nó khác, nhìn nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Siêu phi 1.800 mới được 1.800. Còn cái siêu phi 1.800 phải chỉnh bóp đồ mỗi tay. Đúng rồi, không biết bao nhiêu cái lớp mà bóp mặt có phiêu lớp này nọ, các kiểu. Sao nữa ta? Cái việc là mình thay đổi cái hình thức mình là qua cái kiểu tóc nữa. Ngày xưa em để tóc ngắn, bây giờ thì em để tóc dài. Ngày xưa thì em chỉ có để tóc đen thuần túy thôi. Bây giờ thì bắt đầu là giờ đôi là tóc vàng châu Âu rồi. Đôi khi thì mình sẽ thay đổi một chút xíu, ví dụ như là mình nhuộm màu này, nhuộm màu kia. Em không cổ suý là mọi người nên nhuộm tóc. Em chỉ nói là ví dụ như là bản thân mình, đôi khi em đang nói về em, tức là đôi khi em cảm thấy là một cái hình ảnh này nó chán quá, mình đang theo cái phong cách này mình cảm thấy bị nhàm chán, thì mình thử mình thay đổi xem. Tại vì em đã trên 18 tuổi rồi, em đã có công việc ổn định rồi, và bố mẹ hoàn toàn tin tưởng em, cho nên là em có thể làm cái điều đó. Còn với những bạn còn đi học thì em nghĩ là mình nên có những cái tiết chế, những cái hạn chế. Tức là em bắt đầu em thay đổi kiểu tóc nè. Đó, bắt đầu giảm cân, thay đổi kiểu tóc. Thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc nữa. Nhưng mà những cái đó thì em tự tìm hiểu lại hay là có người tư vấn cho em? Tại em bị chê nhiều quá. Em bị chê rất nhiều. Em nhớ một cái câu mà bạn em nói rất là vui mà em nhớ hoài luôn. Tức là ngày nào mà còn biết nhục thì ngày đó sẽ còn đẹp. Tức là khi mà người ta chê mình nhiều quá, mình cảm thấy là xấu hổ, thì mình sẽ từ từ mình thay đổi. Tất nhiên là không phải những cái lời chê bai nào, hay là những cái lời mà góp ý nào nó cũng phù hợp với mình hết. Bản thân mình phải là người tự nhìn nhận là những cái thay đổi đó có phù hợp với mình hay không. Tất nhiên là mình sẽ tham khảo những cái ý kiến của bạn bè nè, những bạn thân nè, những người mà hiểu rõ tính cách của mình nhất, là với gia đình, bố mẹ này nọ. Thì mình tự xem là nếu như với tính cách của tôi như thế này, bây giờ tôi nhuộm cái tóc vàng hay là tôi nhuộm tóc hồng, tóc đỏ thì nó có phù hợp hay không. Tôi là một người như thế này, một người nội tâm hay là một người kiểu không có thích ra ngoài, hay là, thì bây giờ tôi trở nên ăn mặc nóng bỏng hơn thì nó có khác, có phù hợp hay không. Đó là do bản thân mình. Thứ nhất mình phải tự chiêm nghiệm, thứ hai nữa là mình phải có những cái ý kiến xung quanh.
phải thu thập linh hoạt, dạ, đúng phải rồi. Linh hoạt, phải thu thập tất cả những cái kinh nghiệm từ những người khác. Nhưng mà trường hợp xấu nhất mà lỡ ra sinh nhầm cái sâu xấu thì sao? Là sao? Tức là sinh ra đã xấu rồi, nhưng có cải thiện cũng xấu thì sao? Có cần phải can thiệp thẩm mỹ là cái gì không? Cái đó thì thật sự là em thấy là có cần thiết hay không, và em thấy là cần thiết hay không là do mỗi người, do cái công việc của mỗi người. Em không nói cái chuyện mà phẫu thẩm mỹ là xấu. Em nghĩ là cái chuyện đó là cần thiết nếu như em là một người xấu quá. Nếu mà em là một người xấu quá thì cái chuyện mà thay đổi cái gương mặt, thay đổi cái hình dáng của em, giúp cho em có một cái sự tự tin hơn, giúp cho em dễ dàng hơn trong công việc, thì tại sao em không làm? Nó đem lại cho em những cái điều tích cực, chứ nó đâu có đem lại cho em cái điều tiêu cực đâu, trừ khi mình lạm dụng. Tại vì anh thấy là có một cái dữ liệu mà anh đã đọc được là các bạn trẻ, các bạn nằm trong cái lứa tuổi đi làm ở đất nước Hàn Quốc, trước khi bắt đầu công việc thì sẽ trải qua một cái giai đoạn là sẽ hoàn thiện về hình thức, tức là sẽ đến tất cả các bệnh viện về thẩm mỹ rồi xem là mình có thiếu sót cái gì không và chỉnh lại hết tất cả mọi thứ, rồi mới bắt đầu tiến đến cái giai đoạn là bắt đầu xin việc. Thì em thấy là nếu mà điều đấy ở Việt Nam thì nó như thế nào, nó có phù hợp hay không, và mọi người có nên tự nhìn tại bản thân mình xem là mình có đủ cái sự tự tin hài hòa về mặt hình thức và nội dung để có thể bắt đầu cái hành trình người ta gọi là hành trình của cuộc sống của chính bản thân mình, tự đi trên chính cái đôi chân của mình không? Như em chia sẻ lúc nãy á, thì thật ra em nghĩ là cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đó nó không phải là chuyện quá xấu, nhưng mà em cũng đã nói rồi đó, là nó trừ khi mình xấu quá, có những cái điểm trên cái gương mặt mình nó làm cho gương mặt mình nó bị thô kệch, hay là làm cho mình bị trở nên là nó chỗ đó nó nhìn vào nó phản cảm á, thì mình mới chỉnh sửa. Còn nếu mà sinh ra là một người dễ thương xinh xắn hay là đẹp tự nhiên như anh Thanh thì em nghĩ là không cần thiết rồi. Thế sao mà vậy nè? Hay á. Đây. Ngon cái bối rối không biết nó hỏi câu tiếp theo là gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về một tí xíu về cái việc là tận hưởng cuộc sống đi. Một bộ phận giới trẻ ngày nay, không chỉ giới trẻ mà là một bộ phận cái lứa tuổi là tầm khoảng 25 đến 32, họ chỉ biết làm việc kiếm tiền và ít có dành thời gian để enjoy cuộc sống theo cái sở thích của mình. Bởi vì như em đã biết, người Việt Nam có một cái tính là cần kiệm, tức là họ rất là tiết kiệm, để rồi cuối cùng khi mà về già thì họ không có nhiều cơ hội, không có nhiều sức khỏe để enjoy cái cuộc sống. Anh thấy em cũng enjoy cuộc sống rất là tốt. Em vừa có một cái chuyến dài nghỉ ở châu Âu, tuy nhiên thì em vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Thì em nói như thế nào về điều này? Cái điều đó cũng là cái điều mà em rất là hay chia sẻ với lại mẹ của mình. Tại vì nhiều khi mẹ nói là tại sao không tiết kiệm đi, mà thấy đi du lịch nhiều quá hay là thấy đi chơi nhiều quá. Thì em cũng giải thích với mẹ là thực ra thì con cũng tiết kiệm, con có tiết kiệm chứ, con có những cái khoản tiền tiết kiệm riêng của con. Nhưng mà con nghĩ là cuộc sống này nó rất là ngắn và nó rất là vô chừng. Thì thực ra cái việc đi du lịch của con nó không phải là chỉ là đi chơi hay là shopping, mà đi đến mỗi nơi thì con sẽ có những cái điều hay, những cái văn hóa mới để mình học hỏi, và mình những cái điều mà phù hợp thì mình sẽ áp dụng vào cái bản thân mình. Thì đối với em á, thì em nghĩ là em thì thích đi du lịch, đi khám phá những cái vùng văn hóa mới. Đó nên là em mỗi năm thì em cố gắng là đi khoảng 2-3 nơi ở những cái đất nước mới, hay là những cái vùng văn hóa mới mà mình chưa có khám phá. Cái tiết kiệm thì tất nhiên là em cũng là một người rất tiết kiệm. Tức là thay vì là tụ tập cà phê, hay là đi xem phim, hay là đi shopping mỗi tuần hay là mỗi ngày gì đó, thì em lại không chú trọng vào những cái điều đó. Tức là một tháng em đi một lần, những cái lần khác, những cái lần mà thường xuyên đó thì em sẽ tiết bỏ một heo. Em dồn đi rồi. Châu Âu lần. Thật ra thì em cũng có những cái tức là mình sẽ phải phân chia cái hoạch chi tiêu của mình trong tháng. Ví dụ như là mình một tháng mình kiếm được bao nhiêu tiền thì mình dành bao nhiêu đây cho cái việc sinh hoạt của mình, mình dành bao nhiêu đây cho cái việc mà giao tiếp bạn bè, mình dành bao nhiêu đây cho cái việc mà mua sắm có cần thiết hay không. Mình mua những thứ mà mình cần, chứ mình không mua những cái thứ mà mình muốn. Tại vì muốn thì nó vô chừng lắm, cái gì cũng muốn hết, nhưng mà cái đó có cần với mình hay không,
không, em cũng không có chạy theo cái xu hướng thời trang nhiều nữa, mà em để dành đó đầu tư để mà cho cái việc học sau này của em, với lại là em thích đi du lịch hơn. Thì tại vì mỗi cái mà đi du lịch đó thì em cũng nói với anh là giống như một cái việc mà để em học hỏi thêm và để em trải nghiệm nhiều hơn, thì đó mới chính là những cái lúc mà em tận hưởng cuộc sống nhiều nhất. Tới lúc đó là em đến với một môi trường mới, em hoàn toàn là một người xa lạ không ai biết đến hết. Mình tự thích ứng như thế nào với cái môi trường đó cũng là một cái học. Mình phải học ngôn ngữ nhiều hơn để mà có thể giao tiếp với mọi người, để mà có những cái vấn đề gì đó xảy ra thì mình còn có biết cách giải quyết nữa. Và nếu mà sau này nếu mà có một cái định hướng mà mình về lâu về dài mình ở một cái đất nước mới, một đất nước khác, thì mình cũng ít nhiều gì mình cũng đã có những kinh nghiệm cho mình rồi. Và khi mà mình đã tự thân vận động làm được hết những cái việc đó, thì nếu mà mình trong một cái môi trường nào, bất cứ mình thảy mình vào một cái môi trường nào đó có khắc nghiệt, có khó khăn đến đâu, thì nó cũng chỉ là mất một cái thời gian đầu để mình làm quen thôi. Và lúc đó mình sẽ không có gì mà bỡ ngỡ hay là một cái gì đó mình thiếu tự tin cả. Em chia sẻ về cái chuyến đi vừa rồi của em đi. Những ai thích du lịch chắc là cũng đang rất là tò mò, không biết là em đã trải nghiệm khoảng 20 ngày ở châu Âu như thế nào, và để có được cái chuyến châu Âu đó thì nó em phải dành dụm như thế nào, và làm như thế nào để có một cái hành trình nó xuyên suốt, nó ổn thỏa và có thể tận hưởng nó một cách thú vị nhất. Thật ra thì cái chuyến đi châu Âu này nó cũng đến với em hơi bất ngờ. Tức là em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đến cái nơi xa như vậy. Đức, Ý, Pháp em? Dạ, Đức, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha. Em có một cái lời mời một người bạn đó, ở châu Âu. Thì những cái lời mời đó thì em cũng hơi băn khoăn lắm. Và em cũng nghĩ là không biết là mình có đi được hay không. Tại vì thực ra thì mình chưa đi những cái đất nước mà nó tạo cho mình cái điều kiện có cái visa tốt. Thì em chỉ mới đi những cái đất nước ở Đông Nam Á thôi. Nhưng mà khi mà tìm hiểu cái cách mà mình làm, cái thủ tục làm như thế nào á, thì khi mà em làm thử thì em thấy là mình cũng đủ điều kiện để làm. Mọi thứ nó đến rất là dễ dàng. Còn cái việc mà dành dụm như thế nào á, thì dành dụm thì rất là lâu rồi. Em đã nói lúc nãy là em là người rất là tiết kiệm. Và em là một người rất là thích kiếm tiền. Từ những cái năm nhất em đi làm thì em đã bắt đầu kiếm tiền dành dụm rồi. Em lúc nào cũng có cho mình một cái quỹ nhỏ. Tại vì cái đó là do cái tính cách và do cái nếp ở nhà em như vậy. Tức là bố mẹ luôn luôn muốn cho con có một cái sự tự lập riêng, là không bao giờ mà có thể là cho nên là em có một phần tự chủ là như vậy. Tức là bố mẹ luôn để cho em có sự quyết định đó, nên là em sẽ tự chi tiêu và tự trang trải hết cho những cái chi phí của mình. Thì lúc đó em mới thấy là thôi mình cũng lớn rồi, nên là mình bắt đầu mình tiết kiệm đi. Bắt đầu từ tiết kiệm từ vài trăm ngàn nè, rồi mình từ vài chục ngàn, xong rồi tới vài trăm ngàn, rồi cứ thế mà tăng lên đó. Rồi khi mà đi châu Âu thì thật ra nếu mà em không tính cái tiền mình mua sắm á, thì chi phí nó cũng không phải là quá đắt đỏ như mà mọi người nghĩ, như là em nghĩ lúc mà em chưa đi. Tức là nó cũng sẽ vừa phải thôi, nếu mà mình biết cân đo đong đếm và mình phải có cái sự tìm hiểu kỹ trên internet. Tức là mình ở cái khu này nó phải tầm bao nhiêu tiền, rồi mình ăn cái món gì, ở những có những cái đặc sản gì, rồi mình sẽ đi bằng phương tiện nào. Thì có thể là em nghiên cứu hết những cái chuyện, những cái vấn đề đó. Và một phần nữa là em cũng có những cái người thân ở châu Âu, nên là khi mà em qua đó mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn. Và cái chuyến đi vừa rồi nó cũng giống như là một cái kinh nghiệm rất là lớn cho em. Mình tiếp xúc với một cái môi trường, một cái văn hóa mới, hoàn toàn mới. Mọi thứ nó khác hẳn với những gì mà em đang được trải nghiệm ở đây. Em thích đất nước nào nhất mà và lý do vì sao em thích nó? Dạ, trong bốn nước mà em đi thì em thích Hà Lan nhất, ở thành phố Amsterdam. Là Hà Lan là được mệnh danh là cái sự tự do, phóng khoáng trong mọi thứ. Em thích điều đó? Không, em lại thích sự yên bình. Yên bình. Hà Lan rất bình yên luôn. Anh nghĩ Ý là bình yên nhất chứ ta? Ý mọi thứ trôi qua rất là chậm. Thực ra thì em ở Ý lâu nhất, nhưng mà em vẫn thích Hà Lan nhất. Em cảm giác Hà Lan, em không biết, tại vì em đã thích Hà Lan từ trước khi em đến châu Âu rồi. Tức là em nghe cái tên nó cũng rất là nhẹ nhàng, rồi khi mà mình đến rồi mình cũng thấy là mọi thứ rất là hiền hòa và người dân cực kỳ thân thiện. Tức là em cảm thấy là người dân ở Hà Lan thân thiện nhất so với những người dân khác ở bốn nước mà em đi. Ở đó thì
tức là khi mà anh ăn một cái món ăn thôi, cứ thỉnh thoảng là 5-10 phút cái người phục vụ người ta cứ ra hỏi là anh ăn ngon không, anh có cảm thấy khó chịu gì không, rồi có cần thêm phục vụ gì không, thì em thấy họ rất là dễ thương. Đầu tiên là chúng ta nói về cuộc sống của Quỳnh Trân, và cái phần tiếp theo mà anh vừa trò chuyện với em là cái chủ đề về mang tên là sống. Như vậy thì chúng ta đúc một cái đoạn kết ở cái đoạn này, tức là với em sống đúng nghĩa là như thế nào? Với em sống đúng nghĩa là như thế nào á? Nãy là nói thành công dạ. Của em là như này. Còn bây giờ thành công của em là tự chủ về mặt kinh tế và có thể đứng trên đôi chân của mình. Dạ. Còn tự chủ về mặt thời gian nữa. Thiếu về tình yêu. Tình yêu em không quan trọng hả? Có chứ, em thực sự nếu mà nói về một cái vấn đề tình cảm, tình yêu là lúc đó em lại là một con người khác nữa. Lát mình đến chủ đề thứ ba là tình yêu. Nếu thành công sống mà giờ lát tình yêu, giờ nói đúc kết là để với em sống như thế nào đúng nghĩa? Với em sống đúng nghĩa là có nghĩa là mình có thể là mình là một người có thể là tạo ra được những cái giá trị hữu ích cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Và mình biết tận hưởng những cái điều đó. Đơn giản vậy thôi. Đây là cái cách sống của một bạn trẻ thành công. Và Thanh nghĩ là nếu mà quý vị thính giả, đặc biệt là những cái người mà trong độ tuổi là những cái bạn 9X á, mà đang trong một cái giai đoạn là đang cảm thấy lạc lối và không biết là cái hướng đi nào tiếp theo á, thì chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ xem là chúng ta nên làm như thế nào để có thể, thứ nhất nha, làm việc tốt, kiếm tiền tốt và tận hưởng cuộc sống một cách tốt. Anh nghĩ là ba cái đó là quan trọng, nó đúng nghĩa với cái việc mình đi theo một cái hướng logic của nó. Dạ. Làm việc, kiếm tiền và sống. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tức là mình không phải là cứ lúc nào cũng chăm vào là mình làm xong tiết kiệm. Em cũng chia sẻ với anh là lúc nãy là em nói là cuộc sống rất là vô chừng. Mình không thể biết được là sống nay chết mai. Đúng rồi. Cho nên là mình phải tận hưởng từng phút giây. Tận hưởng từng phút giây không phải là khi mình cứ kiếm được 10 đồng là mình ăn hết 10 đồng. Có nghĩa là mình kiếm được 10 đồng thì thôi, cứ để dành 5 đồng thôi. 5 đồng đó thì cũng phải là vui vẻ với bạn bè, rồi mua tặng mẹ cái gì đó, mua tặng bố cái gì đó, hay là mình lâu lâu mình tự thưởng cho bản thân mình cái gì đó. Đi xem phim hay là chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì Thanh sẽ được khép lại cái chủ đề sống với ca khúc là Hạnh Phúc Mới và phần trình bày của Quỳnh Trân. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Bao ngày qua sao em vẫn thấy chưa thật xa, tiếng anh cười vui vẫn luôn làm em nhớ quá. Duyên tình ta từng là một hạnh phúc êm đềm, luôn ước nguyện mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng giờ đây hai ta chia cách muôn trùng mây, giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy, chỉ còn lại một mình em trên lối đi này. Thương nhớ hoài kỷ niệm xưa chung bước dưới mưa bay, ngày hôm nào chia tay anh nói như lời chăn trối em đừng u sầu, gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường em và anh nguyện đi suốt đời, một khi không còn anh là qua hết rồi, chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi, một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười. Cho dù em và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như con anh cùng em chung lối. Em ước rằng cho xa xôi anh được yên vui. Giờ đây
tay anh nói như lời trần trối em đừng u sầu gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau con đường em và anh nguyện đi suốt đời một khi không còn anh là quá hết rồi chỉ mong có ai trên đoạn đường mãi như nơi anh rồi một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười cho dù em và anh cùng đi suốt đời thì vẫn như con anh cùng em chung lối em ước rằng trên xa xôi anh đường yên chương trình Studio tối thứ ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và tôi là Duy Thanh. Chúng ta đang cùng quay trở lại cùng với Studio thứ ba đang được phát sóng trực tiếp trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz với Duy Thanh và nhân vật khách mời là Quỳnh Trân đến từ nhóm BBNBG với chủ đề là truyền cảm hứng sống. Chúng ta đã nói về sự thành công trong cuộc sống, chúng ta đã nói về chủ đề sống, còn bây giờ chúng ta sẽ nói về hạnh phúc sau khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Hạnh Phúc Mới xong. Hát tình cảm thôi. Tình cảm. Lý do vì sao em lại hát ca khúc này Trân hả? Bởi vì em đồng cảm với nó hay như thế nào? Dạ đúng rồi, có một phần em đồng cảm với lại cái nhân vật trong cái bài hát này. Dạ, tức là nếu những gì nó đã qua rồi thì mình cũng mong cho mình một cái hạnh phúc mới. Mình tự an ủi bản thân mình là mình chúc mình có một cái hạnh phúc mới và tất nhiên là cũng cảm ơn những cái quá khứ để giúp mình đã có được những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà người ta nói là con gái mà thành công và tự lập sớm quá khó có người yêu. Em cũng nghe cái điều này nhiều. Em thì em thấy sao? Tại vì anh thấy em thành công mình xin chung là tại anh thấy vậy thôi chứ bản thân em thấy là em vẫn chưa xin, em vẫn chưa thành công. Tức là trong cái hạnh phúc và lứa đôi của em là chưa có sự trắc trở đúng không? Cái nhận định đó là tương đối sai đúng không? Hay không sao? Phải là chưa mà là rất luôn á. Rất trắc trở hả? Dạ đúng rồi. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Điều này có cần thiết không nhỉ? Tại vì anh nghĩ là đang nói về tình yêu, anh nghĩ là cần thiết để chúng ta có thể có những cái câu hỏi tiếp theo. Dạ. Thôi thì mình chia sẻ thật lòng thẳng thắn luôn nha. Đây là không, cái show này rất là thẳng thắn thật lòng luôn á. Đây là lần đầu tiên mà em nói về chuyện tình cảm của mình á. Trải qua mấy mối tình hả? Em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Thẳng thắn. Thật thà. Rồi, ok. Cho anh hỏi là tình yêu đóng một cái vai trò như thế nào trong cuộc sống của em? Trước đây thì tình yêu đóng một cái vai trò khá là quan trọng. Những cái niềm vui, những cái hạnh phúc nó đem lại cho em cái sự thăng hoa. Nó làm cho em cảm thấy hưng phấn và mình có nhiều cái động lực để mình làm nhiều việc hơn. Và đôi khi mình làm việc không mệt mỏi luôn. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Và tất cả những cái điều mình làm, những cái công việc và cái thành công mà mình có được á, là mình chỉ muốn chia sẻ với lại cái người yêu của mình thôi. Và
mọi thứ mà mình làm thì đều muốn một cái điều gì đó cho cái tương lai lâu dài của cả hai. Tức là đó là một cái động lực rất là lớn để em phấn đấu trong cuộc sống. Tức là trước đây. Còn bây giờ, Quỳnh Trân của bây giờ. Còn bây giờ thì tất nhiên là tình yêu cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà em đã cân bằng bản thân mình được tốt hơn. Em tức là nó cũng có những cái quan trọng trong cái cảm xúc của mình, nhưng mà mình không để nó lấn át những cái lý trí của mình nhiều quá, và nó không để cho nó chi phối bản thân mình nhiều quá. Tức là nếu không có tình yêu thì tôi vẫn phải tiếp tục sống tốt, tôi vẫn phải phấn đấu, tôi vẫn phải thành công, tôi không buông thả, tôi không bỏ hết mọi thứ. Tức là ngày xưa thì cái tình yêu nó chiếm cái phần trăm quan trọng hơn. Bây giờ thì nó vẫn quan trọng, nhưng mà em đã cân bằng được nó tốt hơn. Nhưng mà để có được cái sự cân bằng đó thì em phải mất thời gian bao lâu mới có thể quân bình lại mọi thứ? Tức là ý anh là nếu mà có vấp ngã trong tình yêu thì em cần khoảng thời gian bao lâu để lấy được sự cân bằng trong cuộc sống? Nếu mà em nói là rất là lâu là nó tin không? Ví dụ như là đến khoảng mấy năm anh có tin không? Em là một người rất là bi lụy, rất lụy. Và thật sự khi mà nói ra điều này thì em cũng không biết là mình có nên nói ra điều này hay không. Nhưng mà đã nói là sẽ chia sẻ rất là thẳng thắn và thật lòng rồi. Thì em cũng nói thật là em một người rất là trong tình cảm thì em là một người rất yếu đuối. Em rất là khó quên. Và những cái gì mà làm cho mình những cái cảm xúc ngày xưa thì em sẽ không bao giờ quên được hết. Và có thể là nếu mà trong trường hợp vừa qua có nghĩa là cân bằng được thì nó cũng chỉ là một cái hình thức thôi. Còn ở trong cái trong cái tâm hồn của mình, trong cái cảm xúc thật của mình bên trong này, nó vẫn như là một cái vết khứa, một cái vết thương mà khi mà mình nếu mà không nhớ tới thì thôi, nếu mà mình lỡ tay mà mình chạm vào thì nó lại bắt đầu, nó lại rỉ máu, nó lại bắt đầu là nó lại hơi sót. Không sao, em lại như vậy đó. Mỗi lần mà buồn thì nhớ lại buồn, buồn khoảng 5-10 phút rồi lại cái không sao đâu, sẽ qua hết thôi. Lúc đó lại bắt đầu mình lại vui vẻ. Tất nhiên là em phải tự kỷ, phải tự mặc định bản thân mình, tự kỷ ám thị. Tức là em phải mặc định là ok mình ổn. Tức là em cũng phải tự suy nghĩ như vậy á, thì em mới có thể là làm tiếp những công việc hiện tại được. Nếu mà em mà lỡ mà người ta gọi là down mood, nghĩa là mình xuống tinh thần á, làm xuống cả ngày luôn. Tức là cảm thấy u ám, cảm thấy buồn lắm, cho nên là em phải tự vận động về bản thân. Không ai có thể chia sẻ, không ai có thể là khuyên là thôi đừng có buồn nữa. Cái chuyện nó không đáng. Đáng hay không là do bản thân mình biết. Nên là em khi mà em gặp bạn bè em mà có buồn mà lỡ thất tình hay gì, em cũng không bao giờ khuyên là thôi đừng buồn nữa hay gì hết. Em để cho người ta buồn, tại vì em đã trải qua cái chuyện đó rồi nên em hiểu. Ủa như vậy thì nếu mà cái sự quân bình nó khó khăn như vậy thì làm sao để mở cho mình những cái cánh cửa mới hay không? Bởi vậy em mới nói em là một người rất là khó, rất là lụy và rất là khó khăn trong cái chuyện tình cảm. Mọi người nhìn vào hay là tiếp xúc với em cứ nghĩ em sẽ là một người rất là dễ dãi. Không phải là dễ dãi, tức là mình sẽ là người có nhiều cái mối quan hệ, tức là mình sẽ dễ để mà tiếp cận người này, tiếp cận người kia. Thật sự em là một người rất khó, khó cực kỳ luôn. Và khó đến nỗi mà trong nhóm là giống như coi em như một bà cô già ế vậy đó. Em không cái phải khó, cái khó đó nó có nghĩa, có thể hiểu theo cái chiều là mình không có niềm tin vào nhiều người quá không? Không phải là em không có niềm tin, nhưng khó mà tạo niềm tin nơi em hay là sao? Em thật sự là em bị sợ cái chuyện cũ. Và nói thẳng ra là khi mà em chưa vượt qua được thì em chưa muốn bắt đầu cái mới. Nhưng mà cái thời gian nó đã qua rồi. Tức là em đã vượt dậy tinh thần sau cái cú sắp rồi. Em đã vượt dậy tinh thần rồi. Em đang nói về cái những cái lúc mà tại sao mà khó khăn để mở lòng á, thì có nghĩa là lúc đó là mình chưa vượt qua thì em không muốn bắt đầu cái mới.
Nhưng bây giờ thì đã mọi thứ đã cởi mở hơn chưa? Dạ, hiện tại thì mọi thứ đã cởi mở hơn rồi. Tức là mình giống như em chia sẻ lúc nãy là lúc trước thì mình quan trọng cái chuyện tình yêu, nó mang lại cho mình nhiều cái cảm xúc, nhiều cái động lực. Thì bây giờ nó cũng có những cái phần cũng rất là quan trọng, nhưng mà em đã biết cân bằng mình hơn. Tức là cân bằng mọi thứ trong cuộc sống mình hơn. Tức là mình sẽ phấn đấu vì một cái mục tiêu khác, vì những người khác, chứ không hẳn là vì tình yêu nữa. Nhưng mà sau những đau khổ khi mà bắt đầu tình yêu, người ta lại tỏ ra sợ yêu, người ta lại tỏ ra những cái hoài nghi. Giống như em nói, lúc nãy em nói là em đang cái giai đoạn mà cân bằng thì em lại không có sợ chạm vào nỗi đau cũ, và sợ là mọi thứ nó diễn biến giống như là những cái cũ. Thì làm như thế nào để có thể sống mà không có tình yêu, hoặc là làm như thế nào để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bắt đầu một cái mối quan hệ mới? Cái việc mà làm thế nào để sống mà không có tình yêu thì thật ra là em nghĩ không được đâu. Thật ra em nghĩ không đơn giản lắm, giống như là chỉ có khi mình chết thì mình không có oxy, không có không khí thôi, chứ thật ra không có tình yêu không hẳn đến nỗi là mình sẽ chết đâu. Cái đó là cái tinh thần của mình nó tàn phế, nhưng mà do bản thân mình nữa. Do mình có mạnh mẽ hay không, do mình có bắt đầu suy nghĩ những cái điều tích cực hay không. Đó là lúc đầu em đã chia sẻ với anh, đó là mình bắt đầu nhìn nhận mọi thứ nó khác hơn. Giống như lúc trước mình cho cái việc yêu một ai đó là một cái bầu trời, và khi mà mất đi cái bầu trời đó thì mình mới nhận ra là mình vẫn có thể sống được. Ngày vẫn trôi, người ta vẫn đi làm bình thường. Nếu mình cứ đắm chìm mãi trong những cái cảm xúc buồn bã đó thì nó có ổn không? Thì mình có, mọi thứ nó có thay đổi được hay không? Quan trọng là mọi thứ nó có thay đổi được hay không? Cái chuyện tình cảm nó có được nối lại hay không? Câu trả lời là không. Vậy thì buồn một thời gian rồi thôi. Đến một cái thời gian nào đó, cho dù vẫn buồn thì vẫn phải tiếp tục tươi tỉnh, vẫn phải cố ra, tỏ ra mạnh mẽ, và vẫn phải đi làm. Vì nếu như em không đi làm, nếu như em không mạnh mẽ, không tươi cười thì em sẽ không kiếm được tiền, và lúc đó em mới chết thật sự nữa. Tức là mình phải vẽ ra những cái viễn cảnh là khi mà mình gục ngã thì mình sẽ có những cái kết quả như thế nào, và từ những kết quả xấu đó thì mình mới biết là ok, cái thời điểm này là mình cần phải đứng dậy và vực dậy. Dạ đúng rồi. Tức là buồn thì vẫn phải buồn thôi, vẫn buồn đó, nhưng mà phải tự vượt qua thôi. Mình phải bắt đầu tìm đến những cái niềm vui khác. Bắt đầu quan tâm đến bạn bè nhiều hơn đó, bắt đầu khi có bộ không ai không bỏ bạn bè này, quỷ xô hết, chỉ đi chơi với người yêu đúng không? Thật luôn á anh, tức là thời gian đó là chẳng biết gì đâu, xong rồi cái bắt đầu quan tâm bạn bè nhiều hơn, xong rồi bắt đầu tức là lúc mà mình yêu ai đó thì mình dành hết toàn bộ thời gian của mình cho họ. Nên là khi mà thiếu họ trong cái cuộc sống của mình á, thì mọi thứ rất là hụt hẫng. Thật sự là một ngày trôi qua mình không biết làm gì hết, không biết nhắn tin cho ai, đúng, không biết chia sẻ với ai. Đến công ty nếu mà làm việc thì thôi, sau giờ làm mình cũng chẳng biết làm gì, tại vì thường là sau giờ về thì cả hai gặp nhau hay đi chơi hay gì đó là cái chuyện rất là bình thường của những cái cặp đôi. Thì khi mà mình không còn những cái thói quen đó thì mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Tình yêu nó giống như một cái thói quen vậy đó anh. Em nghĩ như vậy. Tự nhiên mình đang quen với một cái những cái thói quen đó, với những cái cảm xúc đó, đùng một phát mọi thứ không còn gì hết, rất hụt hẫng, rất là đau khổ. Rồi lúc đó mình chới với lắm, thì làm sao để lấp đầy những cái khoảng không gian, khoảng thời gian đó, phải làm như thế nào? Thì bắt đầu là đủ thứ báo chí, đủ thứ là lên trên internet làm sao để vượt qua nỗi đau, làm sao gì đó. Tức là mình sẽ lên internet mình search những cái case là làm sao để nào vượt qua khi mà dạ, đúng rồi. Bị bồ bỏ. Xong rồi. Sau khi chia tay anh đừng nói bị bồ bỏ, nghe nó phũ phàng quá. Mình nói là sau khi thất tình vậy thôi. Đó thì đặc biệt là xem những cái kiểu là những người thành công sau khi thất tình. Dạ. Yeah. Anh phải xem những cái đó. Giống như có luôn. Có chứ. Ủa, em liệt kê thử những người nào mà thành công sau khi thất tình. Quỳnh Trân là một rồi nè. Đó, anh đừng có nói như vậy. Thực ra thì không phải đâu. Em đâu có dám nói là thành công đâu, mà cũng đâu phải là nói là mình đau khổ gì đâu. Những cái trường hợp thì cũng nhiều lắm.
À, em quên rồi, nhưng mà thường là những cái câu chuyện chia sẻ của các chị các mẹ trên các diễn đàn á, thì lúc thời gian đó vào đó đọc xong rồi à, chị này vượt qua được, chị này đau khổ như thế này nè, có con rồi à, bị chồng bỏ như thế này chị còn vượt qua được nữa, thì hà cớ chi mình một đứa trẻ mà còn trẻ như thế này nè, mình chưa có gì hết, mình chưa có sự ràng buộc gì hết thì có gì đâu mình phải buồn. Trời ơi, bây giờ chị còn thành công lại xinh đẹp như thế này nữa thì mình phải học tập theo chị thôi. Và bắt đầu vui vẻ được cái khoảng thời gian đó, xong lại buồn tiếp. Đâu có dễ quên đâu anh. Thế đó thì mình nói là à, bây giờ làm gì ta, à, đi làm về rồi khoảng thời gian trống không biết làm gì hết, không có ai đi chơi với mình hết, không có ai chia sẻ với mình hết, thì mình làm gì giờ? Thôi mình đi học đi, học thêm cái gì cũng được hết, thích học gì hết, học nhảy, học làm bánh, học ngoại ngữ, học tiếng Anh, học tiếng Thái, không muốn học gì học. Có thể là nó sẽ không phải là mình quên hẳn cái nỗi buồn, nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó để cho mình làm việc, để cho mình quên đi. Mình tập thể dục nữa, mình đến những cái à đúng rồi, em thì đến mấy cái trung tâm mà trẻ khó khăn cơ nhở, thì đến đó thật sự lúc đó mình đến đó mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Mình thấy là à, có rất nhiều người hoàn cảnh người ta còn khó khăn, cuộc sống người ta còn trắc trở hơn mình, người ta thiếu tay thiếu chân, người ta không có cơm ăn, không có áo mặc, mà người ta vẫn vui vẻ, vẫn tươi cười, vẫn lạc quan, thì mình đang có rất đầy đủ. Nhìn lại bản thân mình đi, có rất đầy đủ, có tay có chân, có được mọi người yêu quý, có công ăn việc làm ổn định, gia đình thì rất là hạnh phúc, thì cái chuyện đó có đáng không? Thì lúc đó em lại suy nghĩ lại, nhưng mà tất nhiên là cũng phải là một phần là do mình tự bản thân mình vận động, mình tự bản thân mình an ủi mình thôi. Em là cung gì ta? Em là cung Sử nữ. Một cái cung mà trong những cái top ế lúc nào nó cũng đứng đầu hết trơn. Nhưng mà hình như là Sử nữ thì trong tình yêu tình duyên hơi bị đa đoan. Dạ. Tức là hơi bị trắc trở hơn tí xíu. Thêm nữa là cho anh hỏi là em thích một cái tình yêu như thế nào Trang? Em thích một cái tình yêu nhẹ nhàng. Em không có đặt ra cái tiêu chuẩn là phải là một người giỏi hơn mình, phải là một người đẹp trai, hay là một người có địa vị. Hồi lúc còn nhỏ là em luôn đặt ra những cái tiêu chí đó. Thế không lấy chồng thì thôi, không có bạn trai thì thôi, có là phải có những người như vậy nó mới xứng đáng. Tức là phải đẹp trai, con học giỏi và đàng hoàng kiểu thế. Nhà giàu này nọ kia các kiểu. Nhưng mà khi mà em lớn rồi á, em có trải qua những cái biến cố và mình bắt đầu mình biết suy nghĩ hơn á, thì em chỉ cần một người nào đó có chí cầu tiến và yêu thương mình thật lòng, và quan trọng nhất là họ đồng điệu với mình trong cái cảm xúc để có thể chia sẻ mọi thứ. Bởi vì những cái yếu tố như là đẹp trai, nhà giàu, hay là họ là cái gì đi chăng nữa, thì đó là những cái điều mà sẽ rất là dễ mất. Mình chẳng biết được là nó còn tồn tại hay không. Ví dụ như họ đẹp trai, họ nhà giàu, nhưng mà họ không yêu thương mình thì họ cũng đâu có lo lắng cho mình đâu. Quan trọng nhất là một người hiểu mình, họ có chí cầu tiến, họ cùng mình làm việc và cùng mình tạo ra tiền và cùng mình tận hưởng những giây phút hạnh phúc, và họ hiểu mình để họ có thể là chia sẻ với mình mọi thứ trong cuộc sống, cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi, cùng nhau ăn những cái món ngon. Và khi mà mình có được một cái người tri kỷ để chia sẻ với mình thì đó là một cái điều hạnh phúc tuyệt vời nhất, và không có một cái đồng tiền hay là một cái viên kim cương nào có thể mua được. Nhưng mà có một người bạn của Thanh cũng nói một cái điều giống như Trân vậy đó. Thanh nói là để có cái sự so sánh, một người bạn của Thanh nói là thực ra mà trong cuộc sống cái địa vị, cái sự giàu có hay là cái vẻ bề ngoài nó không quan trọng, và cái sự chân thành thì Thanh cũng muốn tìm một những cái người mà có cái sự chân thành đó, thì bạn Thanh mới nói tại vì nó không có cái gì nên nó mới có chân thành. Thì em nghĩ như thế nào về cái điều đó? Em nghĩ như vậy thì hơi tiêu cực á. Không phải như vậy đâu. Thật ra thì em gặp cũng khá nhiều người, tức là đối với người này họ sẽ là một người không chân thành, nhưng khi mà họ gặp được đúng cái đối tượng của họ, cái người mà làm cho trái tim họ rung động, hòa hợp với họ, thì họ lại chân thành. Có thể là đối với những người khác em là một người rất là khó tính, khó khăn thì đó, nhưng mà đối với một người nào đó mà em yêu thương thì em lại rất ngọt ngào. Thì cái điều đó là không phải là khi mà không có tiền, không có đẹp trai thì mới chân thành. Em không nghĩ như vậy. Rồi cho anh hỏi thêm một điều này nữa là khi mà quen nhau, khi mà yêu nhau rồi á, theo em thì điều gì sẽ
là một cái sự gắn kết giữ cho cái tình yêu đó mãi bền chặt? Theo em thì để mà giữ cho cái mối quan hệ bền chặt á, thì đó là cái sự chia sẻ và cái niềm tin. Chia sẻ và niềm tin chứ. Anh vẽ ra một cái viễn cảnh nha. Hai người quen nhau lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu đi ha. Qua một tháng, hai tháng, ba tháng bắt đầu có một sự chán. Thêm nữa là có những cái áp lực về cái sự đồng điệu trong tâm hồn, và người ta luôn có cái sự so sánh về, chưa kể đến việc là so sánh người cũ, người này, người kia, người nọ. Thì thành ra thì có những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong cái mối quan hệ đó. Thì làm như thế nào để thứ nhất là cân bằng về cảm xúc, thứ hai là có thể cân đồng điệu về tâm hồn để có thể tiến sâu và xa hơn? Tức là anh đang nói về cái vấn đề là khi mình yêu đến một thời gian mình sẽ bắt đầu có những cái chán. Đó là cái cung bậc rất là thường. Yêu nhau đến khoảng 5-6 tháng bắt đầu chán. Rồi xong làm như thế nào để có thể giữ được cảm xúc đó, rồi thêm nữa là có thể đặt ra định hướng cho tương lai cho cả hai đứa, phải không? Dạ. Thì nó như thế nào? Thì đó, em mới nói là đó là cái sự cần phải chia sẻ. Chia sẻ với nhau, thẳng thắn mọi thứ. Đôi khi là có những điều rất nhỏ nhặt làm cho đối phương khó chịu. Hoặc là đối phương làm cho mình khó chịu, nhưng mà mình nghĩ là thôi kệ, cũng chẳng có gì, thôi bỏ qua, không nói thẳng thắn với nhau. Thì lâu dần nó sẽ tạo ra như một cái điều gì đó là cả hai không bộc lộ những cảm xúc, cả hai không chia sẻ với nhau và cả hai không hiểu nhau. Ở mỗi giai đoạn của mỗi con người nó đều có những cái sự phát triển khác nhau, về công việc, về cuộc sống, về suy nghĩ. Tại sao anh nói là sau một thời gian anh gặp em thì nó có sự thay đổi khác? Thì ai cũng như vậy hết. Nên là em nghĩ là cái điều mà để mà mình hiểu nhau nhiều hơn thì đó là những cái lúc mà mình chia sẻ với nhau, và mình phải tin cái đối phương của mình. Đó, mình phải thật lòng với họ và bản thân họ. Mình cũng phải có những cái sự đòi hỏi là họ cũng phải chân thành với mình. Thì cả hai chia sẻ thẳng thắn với nhau để mà hiểu nhau hơn. Thì em nghĩ là nếu mà đã là những người mà trưởng thành và có trách nhiệm với cái tình yêu của mình thì họ sẽ thẳng thắn để mà ví dụ như cả hai đều cảm thấy là mình cần nhau trong một cái cuộc sống về lâu về dài, thì nếu gặp những cái trục trặc thì họ sẽ có những cái hướng giải quyết tùy theo cái hoàn cảnh của từng cặp đôi đó. Có thể là họ tạm xa nhau, hay là họ có những cái cách nào đó để mà hâm nóng lại tình cảm của mình, hoặc là có những cặp sau khi mà nói chuyện thẳng thắn với nhau thì họ mới nhận ra là đến cái thời điểm này chúng ta không còn có sự đồng điệu chung với nhau nữa, thì có thể chúng ta sẽ có những cái hướng đi mới cho mỗi người. Và biết đâu được ở một cái thời gian về lâu về dài nào đó chúng ta lại gặp nhau khi mà chúng ta đã trải qua những cái biến cố, hay là chúng ta sau những cái chiêm nghiệm, sau những cái mối quan hệ mới, và chúng ta nhận ra rằng ai mới là người phù hợp cho mình, thì lúc đó nếu còn cần nhau thì sẽ quay lại với nhau. Sao tất cả ta lại về với nhau? Không, lúc nãy em nói những cái yếu tố mà quyết định cái tình yêu trong em, nó không có cái hình thức, nó không có cái địa vị, và nó có không có cái điều kiện kinh tế. Nhưng mà một cái thực tế như này, phải có hình thức thì mình mới có cái nguồn cảm hứng tìm hiểu về cái bên trong. Phải có kinh tế để có thể có thể giữ được cái tình yêu đó về cái mặt thực tế. Và phải có cái địa vị ha, để mình luôn luôn lúc nào cũng có một cái sự tự hào và tôn trọng đối phương. Thì với anh là như vậy. Nhưng mà với em thì nó hoàn toàn khác. Thực ra là do cái cách em diễn đạt, cái cách em nói là nó khác. Nhưng mà nếu anh nghĩ sâu nghĩ xa ra, thực ra nó cũng là như vậy. Tại vì sao? Em nói là em không cần những yếu tố đẹp trai, không cần những điều kiện kinh tế, không cần cái địa vị. Nhưng em cần một người đồng điệu và hòa hợp với cảm xúc tinh thần của mình. Thì tất nhiên cái người mà làm cho mình có những cái sự đồng điệu đó, họ cũng phải ngang ngửa với mình, đúng không ạ? Tức là họ cũng có một cái địa vị gần giống mình, và họ cũng có một cái địa vị nói chung là phải có một cái sự tương đồng về đẳng cấp. Dạ đúng rồi. Nếu mà cả hai mà chệch hướng nhau thì nó cũng khó hòa hợp với rất nhau. Rất khó. Dạ đúng rồi. Nói như thế không phải là mình có những cái nhìn phiến diện quá, nhưng mà đó là một điều rất thực tế. Thật rõ ràng là em không cần một người đẹp trai, tại vì em cũng có đâu phải là quá là xinh gái. Em không cần một người có giàu có, tại vì em cũng không phải là một người có nhiều tiền. Em cần một người tương đồng với em. Đó là người tạo ra cho em cái cảm xúc. Tức là khi mà mình yêu một ai đó mà
họ mình đặt nặng những vấn đề đó quá, thì khi những cái tiền hết theo tuổi tác thì theo năm tháng thì tuổi tác bắt đầu già đi rồi cũng xấu đi, thì họ liệu những cái điều đó có giữ được cái tình cảm của mình hay không. Quan trọng là họ vẫn có cái sự đồng điệu với mình, và để đồng điệu với mình chắc chắn họ cũng phải có được những cái kiến thức, có những cái tư duy, và họ cũng là một người cầu tiến giống như mình. Đó là tình yêu. Dạ. Yeah. Trong tình yêu Quỳnh Trân là như thế nào, và theo Quỳnh Trân yêu là như thế nào? Em đã nói rồi, trong tình yêu thì em là một người rất là yếu đuối, rất là bi lụy và rất là chân thành, và cũng rất là lãng mạn nữa. Yêu là như thế nào? Yêu là cùng nhau nắm tay trên con đường cùng nhìn về hướng hay sao? Yêu là cùng nhau chung tay đi suốt con đường. Đối với em là tình yêu thì nó là cái sự gắn bó, một cái chia sẻ những cái niềm vui, những cái nỗi buồn, là những cái sự hy sinh nữa của mình dành cho một ai đó đặc biệt, và cái trách nhiệm để mà của cả hai để mà xây dựng một cái tình cảm về lâu về dài. Rồi kết thúc show ngày hôm nay cùng với Quỳnh Trân thì anh có một cái trò chơi dành cho em như này, không phải trò chơi mà là đây là một phút để có thể tạo nét và diễn sâu. Tức là bây giờ là mình sẽ có một cái đoạn là cái thông điệp sống của Quỳnh Trân. Ví dụ chúng ta sẽ bắt đầu là tôi là Duy Thanh và tôi muốn các bạn tôi đã từng bước khẳng định mình như thế này và tôi muốn các bạn bla bla bla, mình truyền cái cảm hứng sống bằng cái thông điệp mà do chính mình đã suy nghĩ và cảm nhận và trải nghiệm trên con đường của mình. Yeah. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Có cần phải suy nghĩ không? Em đang suy nghĩ. Là bắt đầu mình nói chuyện tự nhiên đi ha. Yeah. Em tự nói nha, anh không có can thiệp vô nha. Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Trân. Và ngày hôm nay thì rất vui khi mà đến đây để mà trò chuyện cũng như là chia sẻ với anh Duy Thanh cũng như là tất cả các bạn. Thì thật ra thì Trân cũng không phải là một người quá thành công, hay là cũng không dám là một người quá giỏi giang để mà có thể là khuyên răng hay là dạy bảo ai cả. Trân chỉ nói bằng tất cả những cái điều mà Trân đã trải qua, một cái sự chia sẻ rất là chân thành với các bạn. Đó chính là chúng ta tuổi trẻ chỉ có một thời, và cuộc sống thì rất là vô chừng. Cho nên là hy vọng là các bạn sẽ luôn sống hết mình với niềm đam mê, và luôn có được những kế hoạch, những cái hoạch định, và có được những cái dự định thật là tốt cho tương lai của mình. Và Trân tin rằng với những ai làm tất cả mọi thứ về đam mê của mình thì chắc chắn sẽ thành công, và sẽ mang lại được nhiều cái niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ cho bản thân mình và còn cho những người xung quanh nữa. Cảm ơn các bạn, và chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ, luôn thành công, và sẽ luôn yêu thương và luôn ủng hộ Trân nhé. Cảm ơn. Đó là lời chào tạm biệt của Quỳnh Trân đến với show Siêu Thứ Ba cùng với Duy Thanh. Các bạn hãy truy cập vào fanpage Facebook với từ khóa là Siêu Thứ Ba để có thể cập nhật được thông tin về nhân vật khách mời tiếp theo, một nhân vật khá là đặc biệt nằm trong top 30 thành công của tạp chí Forbes. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chào tạm biệt Quỳnh Trân với ca khúc do chính bạn ấy hát, ca khúc Vết Mưa. Em có muốn có lời gì muốn nói để chào tạm biệt? Thực ra thì hôm nay phát những cái bài hát của em cũng hơi ngại. Tại vì em chỉ thu chơi thôi, phu thôi. Thực ra thì mình cũng có cái sở thích là ca hát, nên là đôi khi có những cái lúc nào mà có tâm trạng thì mình sẽ thể hiện những cái cảm xúc của mình qua bài hát. Thì cũng không phải là có định hướng là ca sĩ đâu. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau một lần nữa và tiếp tục nói những cái điều mà chúng ta mong muốn gửi đến mọi người, với một cái tiêu chí rất là quan trọng là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, sẽ định hướng cho các bạn trẻ sống tốt hơn với một cái cuộc sống vốn dĩ nó đang vô chừng như thế này. Dạ. Cảm ơn Duy Thanh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tìm về người yêu.
trong chiều dài. Just